Xin chào quý vị, trở lại chương trình Trực Diện TV. Thì chuyến đi thăm Trung Quốc chính thức của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng cùng với đoàn đại biểu cấp cao là những người lãnh đạo trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng, những người đứng đầu một số các bộ ngành quan trọng ở Việt Nam và đứng đầu ở một số các địa phương lớn ở Việt Nam. Thì cái chuyến đi rất là rầm rộ này, và sau cái chuyến đi chúng ta thấy rằng nó có một cái lời tuyên bố chung, và cái thông qua cái nội dung của tuyên bố chung đó, dư luận của thế giới cũng như là những người Việt Nam của chúng ta ở trong nước, ngay cả những người Việt Nam ở hải ngoại thường xuyên quan tâm về vấn đề của Việt Nam thì đều đánh giá rằng cái chuyến đi rất là thành công. Cái chuyến đi này nó mang lại cái lợi ích cho Việt Nam, và ngay cả Trung Quốc cũng một lần nữa họ phải đưa ra những cái lời cam kết để mà xác định, đảm bảo, và họ đã chọn, coi như là họ đã xác định cái vị thế của Việt Nam rất là rõ ràng. Nhiều người họ đánh giá rằng đó, trước khi cái chuyến đi Trung Quốc lần này thì ở Việt Nam và Trung Quốc vẫn, mặc dù là hai cái nước có nhiều cái sự thân thiết, có nhiều cái sự gắn kết, nhưng mà vẫn còn đó những cái điều tồn động và một số các cái thiệt hại nó đã diễn ra trước cái chuyến đi này. Thí dụ như mà Trung Quốc họ đóng cửa một cách rất là cực đoan, họ đã thực hiện cái việc chống dịch rất là đặc biệt theo cái kiểu màu sắc của Trung Quốc đó. Họ đã đóng, không có nhập những cái hàng hóa, và những cái điều đó làm cho hàng hóa nông sản của Việt Nam bị tồn động và phải tập kết ở bên biên giới của Việt Nam và không thể bán sang Trung Quốc được. Chẳng những trong lĩnh vực mà xuất khẩu không, mà còn nhiều cái lĩnh vực khác. Họ chống dịch, họ cho nên là cái việc mà du học, trao đổi sinh viên hay là du học, du lịch gì, tất cả mọi thứ, ngay cả đầu tư cũng bị ảnh hưởng. Và người ta không hiểu rằng Trung Quốc sẽ thực hiện cái chính sách đó đến bao giờ, hay là họ có tự tung tự tác, hay là họ làm mà bất chấp cái quyền lợi của các nước lớn hay không, các nước khác nhỏ hay không, hay là những cái đối tác hay không. Thì ngày 1 tháng 11 năm 2022 thì một cái lời tuyên bố chung là Việt Nam và Trung Quốc cũng đã được công bố, và người ta thấy qua cái lời tuyên bố này đó, nó có quá nhiều các cái sự cam kết, có quá nhiều các cái sự mà thỏa thuận, và có quá nhiều các cái điểm gần nhau, gặp nhau. Và cũng qua cái tuyên bố này đó thì dư luận của thế giới đánh giá rằng Việt Nam một bước nữa tiến gần hơn với Trung Quốc và siết chặt cái quan hệ đối với Trung Quốc, là cái điều đó là cái điều chúng ta thấy rất là rõ, siết chặt. Nhưng mà cái điều đó nó cũng phản ánh đúng là bởi vì hai nước cùng đi theo hướng xã hội chủ nghĩa và có cái cơ cấu chính trị, cái cách tổ chức bộ máy, hay ngay cả cái việc mà xây dựng cái pháp luật và những cái chương trình mà thực hiện trong cái việc mà cải cách á, và trong cái lĩnh vực mà kinh tế, hay ngay cả cải cách về cái nhiều cái lĩnh vực khác, hay ngay cả hành chính hay là vấn đề tư pháp cũng có nhiều cái nét tương đồng. Và cái mục đích, mục tiêu để mà phát triển nó cũng có nhiều cái nét gặp nhau. Dĩ nhiên rằng quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc mà xích lại gần nhau thì chúng ta thấy cũng không có gì lạ hết. Đây là những cái điều đã được dự đoán. Và xích lại gần nhau nhưng mà không có hội nhập, không có phải họ hòa tan với Trung Quốc, không phải làm như nhiều người họ chống đối đó, họ nói rằng Việt Nam đã biến thành là một cái tỉnh lỵ của Trung Quốc. Và dĩ nhiên đó thì có người họ đưa ra so sánh rằng là Việt Nam quan hệ với Trung Quốc có phải làm Trung Quốc là hạng nhất hay không, và Mỹ là hạng nhì, hay là nước Nga là hạng ba, hay là cái gì đó có phải như vậy hay không. Thì thật ra đối với Việt Nam, người ta cũng đã tuyên bố là quan hệ ngoại giao với Trung Quốc là được đặt lên hàng đầu. Cái hàng đầu thì chúng ta không biết là hàng thứ nhất, là hàng thứ nhất thì gồm có những ai, hay là một nước thôi, hay là hai nước, ba nước, thì cái đó là Việt Nam không có chọn, không có đánh giá rằng quan hệ với Trung Quốc là hạng nhất gì hết, là ưu tiên tối thượng, không bao giờ có nói nhất định như vậy. Tuy nhiên đó thì trong cái cấp độ quan hệ, cái chúng ta thấy rõ ràng Việt Nam có ba cái nước là đặt lên cái hàng ưu tiên hàng đầu, đó là ba cái nước gọi là quan hệ chiến lược, thì gồm có đó là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Đây là cái điều rất là rõ ràng. Và Mỹ đó thì là quan hệ đối tác toàn diện và bây giờ chuẩn bị kỷ niệm 10 năm. Chính vì cái điều này đó, Mỹ thì cũng rất là cần Việt Nam bởi vì vị thế, và Mỹ đang muốn Việt Nam cũng nâng tầm lên là đối tác chiến lược. Thì sớm muộn gì thế nào Việt Nam cũng sẽ có những cái quan hệ bởi vì nâng tầm như vậy thôi. Tuy nhiên thì trong cái đối tác chiến lược, chúng ta thấy là Trung Quốc
Nga và coi như là Ấn Độ thì nhìn sang nhiều cái lĩnh vực hợp tác, thì rõ ràng Việt Nam với Trung Quốc nó gắn kết với nhau nhiều hơn. Nổi mà trong cái kim ngạch xuất nhập khẩu không thì rõ ràng là Nga là không bằng rồi, ngay cả Trung Quốc, ngay cả nhâm coi như là Ấn Độ cũng không bằng, và Trung Quốc là vượt trội, Trung Quốc còn vượt xa cái việc mà kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Trung Quốc, hay là Việt Nam với Mỹ thì không thể nào bằng rồi. Thì cái điều đó cho thấy rằng Trung Quốc là hàng đầu, vì người ta không dùng cái từ thứ nhất thôi, chứ thực tế là nó đã là thứ nhất rồi. Chúng ta đây là cái điều mà có nhiều người họ không có thích, nhiều người họ chống Trung Quốc đó, họ sẽ cảm thấy rằng tại sao phải gắn kết với Trung Quốc, tại sao không dựa vào Mỹ, tại sao không dựa vào châu Âu, tại sao thế này, tại sao thế kia. Nhưng mà rõ ràng trong cái vấn đề phát triển kinh tế, trong cái vấn đề mà bền vững hay là lâu dài, thì rõ ràng nó có một cái thời kỳ lịch sử, và kể từ khi mà bình thường hóa, nói chung là bắt đầu sát lập lại với Trung Quốc sau cái sự kiện năm 1988, sau những cái thời điểm mà căng thẳng của năm 1979, thì những cái giao thương với Trung Quốc nó chỉ đẩy mạnh từ những năm của cái thập niên 90, và đến bây giờ chúng ta thấy là năm sau cao hơn năm trước và nó phát triển không ngừng. Thì bây giờ trở lại cái tuyên bố chung, thì trong cái tuyên bố chung này cũng có một số các cái điểm, và chúng ta thấy là cái điểm thứ nhất đó, thì hai người là tổng bí thư của hai cái đảng là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, thì chúng ta thấy cái hình ảnh là ông Tập Cận Bình đã tặng một cái huân chương cho gọi là huân chương hữu nghị của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho ông tổng bí thư của Việt Nam, và qua đó cũng xác định rằng đây là một cái quan hệ rất là quan trọng, và xác định rằng cái việc mà xúc tiến để mà giữ cái tình hữu nghị giữa hai nước là một điều rất là đặc biệt, đó là về mặt hình thức. Và gọi là nhận thức chung của hai đảng, và người ta nói rằng đó, trong cái tuyên bố chung là cái cuộc hội đàm đã thông báo cho nhau về những cái tình hình của mỗi đảng, của mỗi nước, và đi sâu trao đổi các cái ý kiến về những cái nhận thức chung quan trọng về cái quan hệ giữa hai bên. Thì nhận thức chung là cái gì? Là cái điều mà chúng ta thấy rằng ở cái tầm cao, cái tầm mà lãnh đạo của đảng đó, thì người ta có nhiều cái điểm đã có những cái sự thống nhất và có một cái cách để mà giải quyết các cái vấn đề nóng. Và cái điểm tuyên bố thứ hai là phía Trung Quốc thông báo cho Việt Nam rõ về các cái kết quả của đại hội lần thứ 20, và cho thấy rằng đó, cái việc mà Trung Quốc hiện giờ đó họ đang được đánh giá rằng có những cái mục tiêu rất là cao, những cái mục tiêu mà họ chọn trong cái đại hội lần thứ 20 này, và ngay cả cái mục tiêu mà Trung Quốc kỷ niệm lần thứ 4 100 năm đó, năm 1949 đó, đến năm 2049, và cái mục tiêu đó thì chúng ta thấy rằng nó rất là cao. Và Trung Quốc cũng nói rằng Trung Quốc là kiên trì theo cái đường hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển về cái mục tiêu đó, và đồng thời đó là coi như là hiện đại hóa và áp dụng một cách sáng tạo hơn cái chủ nghĩa Mác. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Trung Quốc họ cũng xác định họ cũng dựa trên chủ nghĩa Mác. Và phát triển kinh tế thì bây giờ đó là ở phía Việt Nam thì cũng thông qua cái tuyên bố chung thì xác định rằng là tin tưởng cái sự lãnh đạo của ở phía bên ông Tập Cận Bình và cái Đảng Cộng sản của Trung Quốc, và tin tưởng rằng nhà Trung Quốc sẽ mở rộng và làm phong phú các cái con đường gọi là chủ nghĩa xã hội, và cũng như là mở rộng và làm cho đẩy mạnh các cái công trình mà Việt Nam dùng cái từ là trong cái tuyên bố chung dùng cái từ là vĩ đại của cái việc mà xây dựng đảng hoàn thành đúng các cái mục tiêu, tức nghĩa là Việt Nam, Trung Quốc thì thông báo rằng những cái con đường hay là những cái mục tiêu của họ, và Việt Nam thì nói rằng tin tưởng đồng ý với những cái mục tiêu đó và tin tưởng rằng Trung Quốc họ sẽ thành công, họ sẽ là trở thành một cái đất nước hiện đại giàu mạnh, một cái chủ nghĩa xã hội mà gọi là mới đó, nó mang đến chất là dân chủ văn minh và hài hòa tươi đẹp. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng giữa hai bên có những cái sự thống nhất về cái mục tiêu phát triển của Trung Quốc. Và Trung Quốc thì ngược lại họ cũng nói rằng họ đánh giá rất là cao về các cái thành quả của Việt Nam, và Trung Quốc thì họ chúc và họ tin tưởng rằng ở Việt Nam đó sẽ thành công, và thành công về các cái mục tiêu của Việt Nam. Nói chung là Việt Nam thì công nhận, và nói chung là
chúc mừng cái sự thành công của Trung Quốc và tin tưởng cái sự thành công, thì ngược lại Trung Quốc họ cũng nói như vậy. Họ cũng đã biết rằng những cái mục tiêu của Việt Nam, thí dụ như là mục tiêu phát triển xóa thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình như thế nào, rồi ngắn hạn ra làm sao, dài hạn ra làm sao, và hiện đại hóa và của Việt Nam đó, thì Trung Quốc họ tin tưởng. Và họ trong cái tuyên bố chung thì nói rằng nhà nước và nhân dân của Việt Nam sẽ nhất định sẽ thắng lợi trong các cái mục tiêu đó và những cái nhiệm vụ to lớn mà phía Việt Nam đưa ra. Rồi trong cái tuyên bố chung này, chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Việt Nam cùng xác định rằng một cái mục tiêu chung, đó là định hướng xã hội chủ nghĩa. Và dĩ nhiên rằng hai bên nói rằng cái phát triển xã hội chủ nghĩa mang cái màu sắc riêng và cái đặc trưng riêng của mỗi nước. Đó là cái điều rất là đặc biệt, nói chung là người ta phải tôn trọng thôi. Còn cái tuyên bố cái mục thứ ba đó, thì hai bên Việt Nam và Trung Quốc xác định là một lần nữa là hai bên là những cái người bạn tốt, phải là những cái láng giềng tốt. Đây là cái điều mà nhiều người dân Việt Nam rất là lo ngại. Những người mà ở hải ngoại, nhất là những người mà họ chống cộng đó, thì họ cứ tuyên bố rằng là quan hệ Trung Quốc không bao giờ tốt được, không bao giờ, lúc nào Trung Quốc cũng sẽ quá nhiều các cái chiêu trò. Thì bây giờ ở Việt Nam và Trung Quốc xác định một lần nữa là 4 tốt, là 16 các cái chữ vàng, và coi như là cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, rồi cùng dốc sức vì nhân dân và hạnh phúc, và đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả về hòa bình và phát triển của nhân loại. Đây là những cái điều mà người ta nói rằng có những cái sự mà cũng va chạm, có những sự đá thúng đụng nia, thì bây giờ bắt đầu phải siết những cái bù lon con tán lại để làm cho nó vững chắc hơn. Và coi như đó là trong cái phần này thì có nói rằng hai nước này hướng tới một cái tương lai, và trong cái thời kỳ mở đổi mới cải cách của hai bên có nhiều cái điểm tương đồng và có thể học hỏi, có thể trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, hợp tác cùng nhau, và trên cái con đường đó để kiên trì chủ nghĩa xã hội và kiên trì cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, và hợp với cái tình hình của mỗi nước. Và chúng ta thấy rằng đó, cái hướng tới một cái tương lai là hai bên cần phải kiên trì cái phương hướng phải tiến lên, phải dứt khoát phải tiến lên, dứt khoát phải làm coi như là thúc đẩy cái chủ nghĩa xã hội không ngừng phát triển và thể hiện cái ưu thế và cái tương lai tươi sáng của thể chế xã hội chủ nghĩa. Thì hồi trước tới giờ khi mà Trung Quốc được gia nhập vào cái tổ chức WTO và Trung Quốc họ đã vươn lên và đã trỗi dậy như thế nào, thì nhiều nước phương Tây, nhất là những cái người mà dân chủ hay là dân chủ cùi đó, thì cứ nói rằng là theo thể chế của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ khá nổi. Nhưng mà Trung Quốc đang muốn chứng minh cho cả một thế giới thấy rằng là họ đi theo cái chủ nghĩa Mác, và với cái cơ cấu chính trị của họ, với cái cách thức vận hành kinh tế không hoàn toàn hội nhập theo cái kiểu phương Tây. Mặc dù họ học phương Tây nhưng mà họ không áp dụng một cách rập khuôn, họ không có ngay cả cái tổ chức bộ máy cũng vậy. Và điều đó càng lúc càng chứng minh mà khi mà họ áp dụng như vậy nhưng mà phương Tây vẫn lệ thuộc họ, phương Tây vẫn làm ăn với Trung Quốc. Thí dụ như Mỹ chúng ta thấy rất là rõ vẫn lệ thuộc với Trung Quốc trong cái cung ứng hàng hóa, và Trung Quốc đã giàu lên như thế nào. Bây giờ mà nếu mà tính đúng tính đủ có khi Trung Quốc họ đã vượt xa Mỹ rồi. Đây là những cái điều rất là đáng buồn, nếu nhầm nhiều người mà ở Hoa Kỳ có khi người ta không có muốn nhìn nhận cái sự thật này thôi. Tuy nhiên thì với cái đà đó, Trung Quốc họ muốn chứng minh rằng cái đường hướng chủ nghĩa xã hội và cách vận hành đó nó thành công. Và bây giờ Trung Quốc thấy rằng ở Việt Nam cũng đang phát triển, một cái đất nước đang trỗi dậy, và cái tốc độ phát triển của Việt Nam thậm chí hiện giờ năm nay còn cao hơn Trung Quốc nữa, cao hơn gấp đôi Trung Quốc luôn. Cho nên rằng Trung Quốc phải nhìn nhận và muốn rằng cả hai nước phải chứng minh cho thế giới thấy là cái con đường chủ nghĩa xã hội và cái cách vận hành mà nó không có phải theo phương Tây đó, nó vẫn là một cái thành công, và chứng minh và thể hiện một cái tương lai tươi sáng. Đó là cái điều mà nó rất đặc biệt của những người mà họ cộng sản. Thì cho nên chúng ta thấy rằng nói rằng là cái việc mà áp dụng các cái biện pháp như vậy để mà thúc đẩy các cái chủ nghĩa Mác, và ở Việt Nam thì thường dùng là chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ở phía bên kia thì chủ nghĩa Mác Mao, trước đây họ dùng Mác Mao, bây giờ thì họ nói thêm về tư tưởng Tập Cận Bình nữa, và thúc đẩy cái việc xây dựng Đảng không ngừng phát triển, củng cố cái sự nghiệp vì hòa bình tiến bộ của nhân loại. Rồi cái mục thứ tư
là trong cái tuyên bố chung thì hai bên đánh giá về cái tình hình thế giới hiện nay đang có những cái vấn đề rất là phức tạp, khó lường và cái biến đổi không ngừng. Thì hai bên kiên trì thực hiện các mục tiêu và những cái lý tưởng vì nhân dân, vì cái sự hòa bình, về cái tiến bộ của nhân loại và cái sự phát triển quan hệ song phương, mà quan hệ song phương bây giờ phải xác định một cái tầm cao mới nữa, và thúc đẩy thực hiện đúng theo cái thực chất của cái bốn tốt của 16 chữ vàng. 16 chữ vàng và bốn tốt đó, trong thời gian vừa qua có nhiều người họ đem cái này ra, họ giễu cợt, và có khi họ cũng cảm thấy nó rất là cay đắng trong những cái trường hợp mà đụng chạm va chạm giữa Việt Nam với Trung Quốc trên những cái hồ sơ nóng ở Biển Đông chẳng hạn. Thì trong cái tuyên bố chung thì nói về nhắc lại là Trung Quốc phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định trong một thời đại mới đối với Việt Nam, và hợp tác chiến lược toàn diện, và trong gọi là đi sâu vào hợp tác có chất lượng. Đây là những cái điều mà ở phía bên Trung Quốc thì họ đã đưa ra là trên tăng cường phối hợp các cái vấn đề quốc tế, rồi chung tay ứng phó với các thách thức mang cái tính khu vực và toàn cầu, và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển của khu vực và trên thế giới. Đây là những cái vấn đề mà cái vai trò vị trí của hai bên và một cái sự đoàn kết với nhau trước những cái vấn đề lớn của thế giới. Đó là mục thứ tư. Mục thứ năm là hai bên cho rằng là việc lãnh đạo của hai đảng thường xuyên định phải trao đổi thường xuyên và định hướng và dẫn dắt quan hệ Việt Trung có cái vai trò định hướng chiến lược quan trọng đối với sự phát triển của hai đảng, hai nhà nước. Nói chung là điều này xác định rất là rõ những cái kênh quan trọng ở cái tầm cao đó là những cái người lãnh đạo của đảng phải có những cái sự kết hợp chặt chẽ với nhau để mà dẫn dắt, để mà định hướng trước rất là nhiều các hồ sơ nóng. Thì đây là những cái kênh rất là quan trọng, là chúng ta thấy rằng sợ nhất đó là trong những cái việc mà quan hệ, những cái việc mà không có một cái nguồn để mà giải quyết các vấn đề, nhất là những vấn đề nóng. Thí dụ như quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc trong thời gian vừa qua có quá nhiều các sự căng thẳng. Người ta thấy rằng có những cái cuộc điện đàm giữa ông Biden với ông Tập Cận Bình và đã không có đi đến cái điểm thống nhất. Trong khi đó thì ông Tập Cận Bình á, là được ông Joe Biden đã đề nghị gặp trực tiếp để mà qua đó người ta mới đạt được những cái sự thỏa thuận. Và Trung Quốc với Mỹ vẫn không có một cái kênh chung như vậy. Có thể nói rằng trong nhiều cái hồ sơ họ có quá nhiều các bất đồng. Và chính vì lập ra những cái sự thỏa thuận để mà có cái sự thống nhất đó, để mà định hướng, để mà đảm bảo cái sự hòa khí, đảm bảo cái sự tin tin tưởng, đảm bảo cái sự phát triển mà nó bền vững, đó mới là cái điều mà nhiều người họ mong muốn, nhất là giữa Việt Nam với Trung Quốc có nhiều cái sự mà nhiều khi có những cái sự còn đó, những cái vấn đề hoài nghi còn đó, những cái vấn đề mà thiếu tin tưởng chẳng hạn, thì người ta rất là sợ. Cho nên là cái mục thứ năm là xác định về cái quan hệ giữa hai nước và nhất trí như vậy. Còn cái mục thứ sáu là hai bên là coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đảm đương các cái sứ mệnh lãnh đạo của cái sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Tuy nhiên thì họ tôn trọng cái màu sắc ở mỗi một cái nước khác nhau, và cũng tôn trọng cái việc là không can thiệp và không có đi sâu vào cái việc mà độc lập chủ quyền của mỗi nước. Đây là cái điều rất là rõ ràng. Và trong cái tình hình mới này, hai đảng cùng củng cố hợp tác truyền thống, khuyến khích các cái cơ quan tổ chức của địa phương hai đảng, hai nhà nước đi sâu vào cái việc giao lưu hợp tác. Nói chung là khuyến khích về cái việc phát triển đó. Thì vừa rồi ở Việt Nam cũng đã mở các cái cơ quan gọi là văn phòng đại diện thương mại gì đó ở một vài các cái địa phương của Trung Quốc, và phía bên Trung Quốc họ cũng rất là hoan nghênh về cái chuyện đó. Và hai bên nhất trí cái vai trò lãnh đạo điều phối của cái cơ chế là gặp gỡ cấp cao của hai đảng và để điều phối thúc đẩy về ngoại giao đối ngoại của hai đảng. Thì đây là cái điều chúng ta đã mới vừa nói ở trên, và cho thấy rằng đó về Trung Quốc và Việt Nam tổ chức ở các cái địa phương, nhất là các cái tỉnh khu vực biên giới, tiếp tục triển khai giao lưu học hỏi lẫn nhau, nhất là về những cái lý luận và kinh nghiệm về xây dựng đảng nè, quản lý nhà nước, quốc phòng, rồi chống tham nhũng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tích cực khuyến khích giao lưu hợp tác hữu nghị giữa chính phủ quốc hội của Việt Nam với chính phủ nhân đại đoàn chính phủ nè, rồi
giữa quỹ ban của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Nhân đại Toàn quốc của Trung Quốc thì cũng giống như là Mặt trận Tổ quốc của Việt Nam vậy. Và với Chính hiệp Toàn quốc của Trung Quốc, đây là cái điều mà chúng ta thấy có một cái cơ chế hợp tác. Nhưng mà trong những cái hợp tác này thì chúng ta không thấy có một cái chữ quốc phòng. Thì hai bên nhất trí phát huy tốt các cái cơ chế gọi là ủy ban hợp tác chỉ đạo song phương về quy hoạch tổng thể rồi giao lưu hợp tác trong các cái lĩnh vực như ngoại giao, quốc phòng. Ở bây giờ thì người ta mới nói tới chữ quốc phòng và an ninh, rồi thực thi pháp luật, triển khai tốt các thỏa thuận về tăng cường hợp tác giữa Bộ Ngoại giao trong cái tình hình mới, duy trì thúc tiến xúc tiến thường xuyên giữa lãnh đạo của hai bên. Thì chúng ta thấy là tất cả những cái quan hệ, và còn nhấn mạnh rằng quan hệ quốc phòng là một trong những cái trụ cột của quan hệ hai bên, và tiếp tục tăng cường xúc tiến cao cấp giữa quân đội của hai nước, triển khai giao lưu hợp tác cũng như là hoạt động giao hữu hữu nghị quốc tế, biên phòng biên giới đủ thứ chuyện hết, và đối thoại chiến lược quốc phòng tuần tra liên hiệp ở trên vịnh Bắc Bộ giữa hải quân, và đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng làm sâu sắc thêm cái sự hợp tác biên phòng, thúc đẩy tuần tra chung trên biển. Thì cái giao lưu về cái quốc phòng, đây là một cái điều rất là đặc biệt, và có một cái kênh chung nữa giữa hai cái bộ quốc phòng để mà người ta có thể là liên lạc với nhau để mà giải quyết những cái vấn đề, và tăng cường giao lưu về các cái cơ quan thực thi pháp luật của hai nước. Thì nói chung là đó là nhiều cái hợp tác. Cái mục thứ sáu này là xác định về cái sự hợp tác gần như là toàn diện, và bây giờ là cái nó đi vào các cái chiều sâu hơn, nó đi vào một cái điều bài bản hơn, và một lần nữa nhắc lại cũng như là làm cho nó rõ ràng hơn về cái mục tiêu cũng như cái đường hướng mà gọi là hai bên gọi là hợp tác. Thì cái mục thứ bảy đó, thì hai bên nhấn mạnh rằng Trung Quốc họ thì rõ ràng là phát triển những cái ngành nghề, những cái ưu thế và quan hệ với Việt Nam thì có những cái chiến lược như thế nào. Thí dụ như cái mục thứ nhất là Việt Trung Quốc thì họ có một chiến lược là một vành đai, một con đường, và Việt Nam thì xác định rằng là cái sự kết nối đó, hai hành lang một cái vành đai, hay còn gọi là cái vành đai con đường đó, thì hai bên sẽ hợp tác để mà cái năng lực sản xuất, như hợp tác xây dựng cái cơ cấu hạ tầng, kết nối giao thông, sớm hoàn thiện cái đánh giá của quy hoạch tối thiểu về cái tiêu chuẩn này. Nói chung là Việt Nam là một trong cái con đường, một vành đai của Trung Quốc, và cái đầu tư phát triển trong cái chiến lược đó, nhất là xây dựng cái cơ sở hạ tầng, thì hai bên đã xác định như vậy. Và cái thứ hai là hai bên cho rằng cái thương mại điện tử là lĩnh vực quan trọng trong cái hợp tác song phương về cái kinh tế, và tiếp tục đó, có những cái bản ghi nhớ về cái quan hệ về cái thương mại điện tử giữa Bộ Công Thương của Việt Nam và Bộ Thương mại của Trung Quốc. Rồi những cái thứ ba đó là hai bên nhất trí các biện pháp thực hiện các cái giảm bớt những cái mức cân bằng về thương mại. Đây là cái điều mà nhiều người dân của Việt Nam trong thời gian vừa qua rất là quan tâm, bởi vì Trung Quốc lúc nào cũng nhập siêu ở Việt Nam, năm nào cũng nhập mà năm sau nó cao hơn năm trước. Và xuất khẩu của Việt Nam mặc dù có tăng, nhưng mà cái biên độ về cái nhập khẩu từ Trung Quốc cũng cao. Dĩ nhiên là nó có lý do, là do nguyên vật liệu, do về các cái bán thành phẩm, hay là ngay cả các cái máy móc thiết bị. Tuy nhiên thì hai bên cũng nhất trí rằng phải giảm bớt các cái vấn đề mà mất cân bằng thương mại đó, thúc đẩy xuất nhập khẩu nhiều hơn nữa các cái nông sản thực phẩm, và dĩ nhiên là thúc đẩy theo hai bên luôn, chứ không phải là chỉ thúc đẩy cái việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Việt Nam cũng phải nhập khẩu nông sản của Trung Quốc, nhưng mà nhập khẩu nông sản của Trung Quốc đó là trên một số các mặt hàng. Thí dụ như trong cái tuyên bố chung cũng có nói rằng là phía bên Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy cái tiến trình mở cửa các cái thị trường, ưu tiên cho khoai lang nè, rồi các cái loại hoa quả có muối hay là tổ yến, một số các cái nông thủy sản của Việt Nam. Và còn phía Việt Nam thì sẽ tích cực mở rộng cái tiến trình mở cửa thị trường cho một món duy nhất của Trung Quốc. Cái món này thì Trung Quốc rất là muốn để vào Việt Nam mở cửa, đó là món sữa. Thì hai bên cho rằng đảm bảo cái chống dịch và đảm bảo cái việc thông quan hàng hóa, và nhất trí là cái vai trò cơ chế để mà giải quyết trong vấn đề này. Dĩ nhiên là Trung Quốc họ vẫn nói rằng họ đang chống dịch và họ có những cái biện pháp chống dịch, và
họ muốn Việt Nam có một số những cái thỏa thuận, một số các cái cách làm trong cái việc chống dịch đó để mà người ta giúp cho cái việc thông quan hàng hóa. Dĩ nhiên là nó sẽ khắt khe hơn cái việc mà xuất khẩu sang Tây Âu chẳng hạn. Nó không phải là khắt khe hơn mà nó khác biệt đi. Cho nên là những người xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tới đây đó phải làm một số các thủ tục. Thí dụ như đóng gói như thế nào, cách bắt và tiệt trùng như thế nào, cái cách mà để mà diệt khuẩn ra làm sao, rồi bao bì như thế nào, thí dụ như theo cái yêu cầu của họ. Và coi như là buôn và họ siết lại các cái biên giới hai bên cùng hợp tác để mà đảm bảo các cái chuỗi cung ứng cũng như là tạo thuận lợi cho thông quan, tiếp tục tăng cường phòng chống ma túy, buôn bán trái phép các loại động vật quý, nguy cơ các thứ để mà đi qua biên giới các thứ. Và Trung Quốc thì ủng hộ các cái văn phòng xúc tiến thương mại đó, như chúng ta nói đó là xúc tiến thương mại ở các cái tỉnh như là tại Trùng Khánh nè, Hàng Châu nè, phát huy vai trò thương mại của hai nước. Và Trung Quốc cũng khuyến khích Việt Nam mở thêm các cái phòng văn phòng gọi là xúc tiến thương mại ở nhiều nơi, nhiều cái địa phương khác của Trung Quốc, và hoan nghênh việc Việt Nam tham gia vào một cái hội nghị gọi là nhập khẩu quốc tế tại Trung Quốc lần thứ năm. Rồi phía Trung Quốc thì tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp của hai nước, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hai nước đó hợp tác tăng cường trong lĩnh vực thương mại. Hai bên này sẵn sàng triển khai tốt những cái bản ghi nhớ về cái tăng cường hợp tác đảm bảo chuỗi cung ứng giữa hai cái bộ công thương của Việt Nam và bộ thương mại của Trung Quốc, đẩy mạnh cái chuỗi cung ứng này phải ổn định giữa hai nước, tức là một cái sự ưu tiên. Chúng ta thấy rất là rõ rõ ràng rằng Trung Quốc đã trở thành một cái công xưởng lớn của thế giới, một cái nơi cung ứng hàng hóa hay cung ứng nguyên vật liệu cho cả thế giới. Và vừa rồi thì Mỹ chúng ta thấy đã khựng như thế nào, châu Âu đã khựng như thế nào khi mà Trung Quốc họ chống dịch, khi mà họ không có xuất khẩu. Và bây giờ thì Việt Nam cũng là một cái công xưởng, dĩ nhiên là công xưởng của Việt Nam không thể so sánh với Trung Quốc, nhưng mà cái xuất khẩu của Việt Nam, cái tỷ trọng trong cái lĩnh vực mà đầu tư nước ngoài, những cái cung ứng hàng hóa cho thế giới trong nhiều cái mặt hàng á, chiếm cái tỷ trọng rất là cao. Thí dụ như Adidas, ví dụ như là iPhone, thí dụ như là Samsung, thí dụ rất là nhiều mặt hàng. Và những cái chuỗi cung ứng nó có một phần đến từ Trung Quốc, ngay cả giày da, ngay cả may mặc, đủ đủ thứ hết. Và Trung Quốc họ đã không có đáp ứng đủ, nó làm gãy cái chuỗi cung ứng đó sẽ làm ảnh hưởng tới Việt Nam. Thì bây giờ Trung Quốc họ cam kết rằng họ sẽ có một cái cơ chế, có cách thức nhưng mà hợp tác với Việt Nam để mà đảm bảo các cái chuỗi cung ứng đó. Thì rõ ràng là đây là cái điều mà Mỹ họ rất là muốn, thậm chí là châu Âu nhiều cái đối tác của Trung Quốc họ cũng rất là muốn, chứ không chỉ là đối với Việt Nam. Và nếu như là mình đi trước một bước thì đây là cái điều ai cũng mong muốn, tạo công ăn việc làm cho những người ở trong nước và đảm bảo cái sự phát triển bền vững. Thì cái mục kế tiếp đó, rồi trong cái lĩnh vực hợp tác nông nghiệp thì hai bên xác định rằng có một sự hợp tác về những cái nghề cá, nghề trồng trọt, nghề chế biến, rồi kiểm soát các cái dịch bệnh, loại loại trừ các cái sâu bệnh, cũng như là triển khai hợp tác về vấn đề là giống hay là các cái nguồn lợi thủy sản trong rất là nhiều nơi, thí dụ như ngay cả trong cái vịnh Bắc Bộ, rồi nhiều hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất trí đàm phán về hợp tác nghề cá và thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên bản, thỏa thuận thiết lập những cái đường dây nóng trong cái việc mà giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất của cái nghề cá trên biển chẳng hạn. Nói chung là cái việc mà đánh bắt cá trên biển rồi đó, những cái vụ mà khó khăn, những cái việc mà trong cái thời gian vừa qua có những cái vụ mà va chạm chẳng hạn, thì bây giờ đã có những cái cơ chế và những cái đường dây nóng để mà giải quyết. Thì tăng cường chia sẻ các cái số liệu về khí tượng, những cái vấn đề đó chúng ta thấy là nó cũng bình thường thôi. Và cái mục kế tiếp á, trong cái sự hợp tác về cái kinh tế, thì mục mà phát triển hợp tác về vấn đề kinh tế hay là xác định một cái chiến lược phát triển kinh tế về một vành đai, một con đường, những cái mục này là cái phần thỏa thuận lớn, hay nói đúng hơn là trong cái phần tuyên bố chung người ta dành nhiều từ ngữ để mà viết về phần này. Và xác định rằng hai bên ký những hợp tác về y tế nè, đó là hồi nãy về nông nghiệp rồi, bây giờ về y tế cũng vậy, chia sẻ những cái kinh nghiệm rồi những cái dược phẩm về vấn đề mà chống dịch chẳng hạn, là thực thi tốt những cái hợp tác quốc phòng trong nhiều cái lĩnh vực xuyên biên giới. Rồi kế tiếp nữa đó là hợp tác liên về cái cơ chế gọi là ủy ban liên hợp về cái đất liền và cái quản lý cửa khẩu của Việt Nam và Trung Quốc, đây cũng có một cái sự hợp tác.
Và hai bên cũng nhất trí tìm tòi về các cái lĩnh vực như là phát triển xanh nè, ứng phó về biến đổi khí hậu nè, kinh tế số rồi, hay là tham gia nhiều điểm tăng cường hợp tác giữa Việt Nam Trung Quốc. Thì đó là những cái điều mà Việt Nam đang định hướng để mà phát triển, thí dụ như kinh tế xanh chẳng hạn. Rồi kinh tế xanh thì nó ảnh hưởng rồi, ảnh hưởng về cái biến đổi khí hậu. Và nếu như có một cái cơ chế hợp tác như vậy thì có lẽ là tới đây Việt Nam dễ nói hơn với Trung Quốc hơn và tác động với Trung Quốc, vì cái việc mà ngăn chặn các cái dòng chảy của sông Mekong chẳng hạn, hay là có vấn đề mà xả thải, vấn đề mà làm ô nhiễm môi trường, hay là ngay cả cái việc mà phát triển kinh tế số, thì hai bên hợp tác nhiều thứ lắm. Chúng ta thấy rằng hợp tác về khoa học kỹ thuật nữa, rồi về phát triển rất là, chúng ta thấy rằng về giáo dục, về coi như là nâng cao cái sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, rồi trao đổi sinh viên bây giờ nhiều hơn. Trung Quốc mở ra cho Việt Nam thời gian tới là những cái định xuất để mà đi du học sang Trung Quốc ở cái tầm mà nghiên cứu sâu đó, cái số lượng nhiều hơn là như là 1.000 sinh viên, rồi ngay cả vấn đề mà đào tạo những cái nhân lực cho Việt Nam để mà dạy các cái tiếng Trung Quốc nữa. Thì cho nên là trong vấn đề mà khuyến khích du học đó, hay là cái sự mà trao đổi về vấn đề mà giáo dục, thì cũng xác định rằng có những sự hợp tác chặt chẽ hơn. Rồi hai bên cũng nói về những cái vấn đề mà trao đổi chân thành thẳng thắn về những vấn đề ở trên biển. Đây là cái điều mà nhiều người dân Việt Nam, kể cả những người ở nước ngoài, cũng rất là quan tâm, cho rằng là cần phải kiểm soát thỏa đáng những bất đồng, và với cái mục tiêu là duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông vô cùng quan trọng. Nhất trí rằng ổn định xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển đóng góp tích cực cho hòa bình an ninh lâu dài của khu vực. Nói chung thì hai bên đã thống nhất như vậy và tuân thủ các nhận thức chung gọi là đạt được giữa hai lãnh đạo của hai đảng, là thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản trong cái việc giải quyết những cái bất đồng trên biển giữa hai cái nước, và sử dụng hiệu quả cái cơ chế đàm phán biên giới ở cấp chính phủ, và kiên trì thông qua cái việc mà hiệp thương đàm phán hữu nghị tích cực và bàn bạc về các cái biện pháp gọi là giải quyết mang tính gọi là quá độ tạm thời, không ảnh hưởng đến cái lập trường chủ trương chung của mỗi bên, tìm kiếm các giải pháp lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Chúng ta thấy rõ ràng là đây vẫn còn là những cái vấn đề mà tiếp tục bàn cãi, tiếp tục để mà còn phải giải quyết. Và rõ ràng là không có cái chuyện là Việt Nam bán biển bán đảo, Việt Nam không có chuyện mà nhượng đất, nhượng những cái điểm nóng ở trên biển, như là nhiều người họ nói rằng là để thuần phục Trung Quốc, hay là đã qua Trung Quốc để làm một cái hội nghị thành đô mới gì. Thì rõ ràng là trong cái thỏa thuận chung này chúng ta thấy rất là rõ, nó còn đó những cái vấn đề nóng, vẫn còn đó những vấn đề dang dở, và hai bên nhất trí thúc đẩy các cái hợp tác về phát triển định hướng vùng ở ngoài biển Bắc Bộ. Tất cả nói chung thì có quá nhiều đấy, quá nhiều những sự thỏa thuận, và phía Việt Nam thì khẳng định kiên trì chính sách một Trung Quốc. Đây là cái điều rất là đặc biệt và thể hiện một cái bản lĩnh của Việt Nam một lần nữa. Và chính vì cái sự thể hiện này, có người thì họ nói rằng Việt Nam đang nịnh Trung Quốc, hay là đang đi hội nhập với Trung Quốc. Thí dụ như là Việt Nam trong cái tuyên bố chung thì nói rằng là ủng hộ quan điểm về cái quan hệ hai bên cái eo biển phát triển hòa bình, ổn định và phát triển, và vì cái sự nghiệp thống nhất Trung Quốc, đây là một sự nghiệp lớn, và kiên định phản đối các hành động chia rẽ Đài Loan độc lập, tức là đã khẳng định như vậy, dưới mọi hình thức và nhất quán ủng hộ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, Việt Nam không phát triển quan hệ cấp nhà nước nào đối với Đài Loan. Tại phía Trung Quốc thì họ rất là thích khi mà Việt Nam tuyên bố như thế này, và trong một cái tuyên bố chung người ta đã đưa cái nội dung này vào cái mục coi như thứ 10. Chúng ta thấy đó là một điều rất là đặc biệt, bởi vì mà thực ra thì nó cũng giống như các nước khác trên thế giới, ở cả Mỹ đi nữa, thì họ cũng đã thừa nhận rằng là một Trung Quốc, và Mỹ thì họ bỏ lững lờ rằng là họ không có dám cam kết rằng là họ không có ủng hộ là Đài Loan độc lập, mặc dù họ chưa bao giờ họ dám nói điều đó, nhưng mà họ cũng bỏ lững lờ thôi. Nhưng ở Việt Nam xác định rất là rõ, và cũng xác định luôn là không có phát triển một cái quan hệ nào mà gọi là cấp nhà nước đối với cái Đài Loan cả. Và thứ 11 đó là hai bên cho rằng là cái cục diện hiện nay
đang rất là phức tạp và có những cái gọi là thách thức về vấn đề an ninh phi truyền thống và cái chủ nghĩa đa phương toàn cầu hóa và hòa bình phát triển của thế giới đang gặp nhiều khó khăn, các nhiều thách thức, và cộng đồng phải hợp tác với nhau để mà đảm bảo vấn đề hòa bình, vấn đề phát triển, vấn đề ổn định về ngay cả về năng lượng nữa, rồi ngay cả là lương thực nữa, ngay cả nhiều thứ lắm. Và cho nên là để giải quyết vấn đề an ninh là một vấn đề thiên chốt, hai bên đều nhất trí như vậy, không an ninh, không hòa bình, không có cứ xảy ra những cái xung đột sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề gì. Và Việt Nam ủng hộ, sẵn sàng tham gia cái sáng kiến gọi là phát triển toàn cầu, rồi làm những cái chương trình phát triển bền vững gì đó của Trung Liên Quốc đủ thứ chuyện hết, và nhấn mạnh rằng an ninh là cái tiền đề của phát triển. Việt Nam thì ghi nhận sự tích cực sáng kiến an ninh toàn cầu của Trung Quốc trên cái cơ sở là mục tiêu và nguyên tắc của hiến chương của Liên Hợp Quốc. Thì chúng ta thấy là trong cái toàn văn này đó có rất là nhiều thứ nha, nó cũng khá dài. Thí dụ như trong cái mục 12 thì cũng nói là hai bên thỏa thuận hợp tác giữa về ban đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Việt Nam, rồi có những cái sự hợp tác hữu nghị giữa hai bên trong nhiều cái lĩnh vực khác của phía bên đảng, rồi ngay cả giữa Bộ Tư pháp của Việt Nam nữa, cũng như là nói chung là hợp tác một cách rất là toàn diện, rất là bài bản và càng lúc càng đi sâu hơn. Ví dụ như ngay cả Bộ Văn hóa, Du lịch, Thể thao, rồi Hải quan, rồi quá nhiều thứ. Chúng ta thấy trong cái toàn văn này nếu mà đọc thì nó rất là dài. Và cái mục thứ 13 đó, cái mục cuối cùng thì hai bên nhất trí rằng là cái chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, thống nhất nhận định như vậy, và góp phần tích cực trong cái việc phát triển gọi là đoàn kết hữu nghị truyền thống và Trung Quốc coi như là với Việt Nam sẽ đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn về quan hệ này và mang cái chất là hợp tác chiến lược toàn diện trong cái thời đại mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, hai đảng và nhân dân của nhà nước và hai nước đó rồi rất là vui mừng bởi vì những cái thành quả này. Thì đó là cái toàn văn chúng ta lược thôi, lược nói thôi, chứ chúng ta thật ra thì cái toàn văn nó nếu mà đọc hết đó, nó rất là dài. Thì thông qua cái toàn văn này có thể đánh giá rằng cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng là thành công, bởi vì có những cái thỏa thuận, có những cái cơ chế để mà giải quyết các vấn đề và hứa hẹn rằng những cái sự mà khó khăn trong thời gian vừa qua sẽ có cái giải quyết. Thí dụ như là nguyên vật liệu, cái chuỗi cung ứng bị gãy đổ hay là bị khó khăn, rồi nó bị đứt mạch, rồi bây giờ cũng đã có những cái hứa hẹn, những cái cam kết, rồi ngay cả vấn đề thông quan hàng hóa, vấn đề mà giảm bớt cái mậu dịch, và ngay cả các cái cơ chế rồi giải quyết các bất đồng nữa, những cái hồ sơ nóng, những cái hồ sơ mà còn đang tranh cãi, và trong nhiều cái lĩnh vực khác để mà hợp tác. Và Việt Nam thì đang phát triển, và ngay cả trong cái phong trào chống tham nhũng hay nhiều cái phong trào khác cũng được cho rằng học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc rất là nhiều, và nhiều nước khác trên thế giới bây giờ phát triển cũng phải nhờ cái sự giao thương với Trung Quốc, thì Việt Nam cũng không thể nào khác, và nhiều nước cũng đã giàu lên, khá lên cũng nhờ quan hệ với Trung Quốc, cho nên á Việt Nam không thể nào khác. Và trong cái chính sách con đường một vành đai của Trung Quốc đã kéo rất là nhiều nước, không chỉ là Việt Nam, có thể là tới mấy chục nước rồi, không thể nào hết. Cái vai trò của Trung Quốc là bắt buộc, nhất là Việt Nam kế bên Trung Quốc nữa, chỉ có cách rằng vận hành và hợp tác như thế nào trên cái cơ sở đảm bảo lợi ích của Việt Nam, lợi ích của quốc gia, đó mới là quan trọng. Tránh cái trường hợp mà bị người ta ép buộc hay là bị người ta chơi khăm thôi, chứ còn nếu mà họ làm đúng, nó có quyền lợi, lợi ích thì người ta vẫn cứ tiến hành. Cho nên có thể kết luận rằng trong cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng và những cái thông qua cái bản tuyên bố chung như thế này đó, thì người ta nói rằng Việt Nam gần Trung Quốc là đúng. Đúng, 100% là đúng, là bởi vì Việt Nam không có giấu cái điều đó. Hai nước có quá nhiều các cái tương đồng, hai nước có nhiều cái cách để mà học hỏi, và bây giờ người ta thấy rằng đó, mặc dù là hai nước chủ nghĩa xã hội hết, nhưng mà màu sắc rất là riêng. Trung Quốc cũng phải thừa nhận là Việt Nam riêng, Việt Nam cũng có thể thừa nhận Trung Quốc riêng. Cái cách của anh làm chưa chắc gì tôi học được, và cái cách của Việt Nam thì Trung Quốc họ cũng nói họ phải tôn trọng thôi. Việt Nam bây giờ quan hệ Trung Quốc, nhưng mà đối với Mỹ thì sao? Đối với Mỹ thì Việt Nam vẫn cứ quan hệ bình thường. Cũng đã có những cái thông tin là trong tháng 11 này rất có thể làm
trong cái chuyến đi của ông Joe Biden đến cái vùng Đông Nam Á, cụ thể là Indonesia, cũng sẽ tranh thủ để mà có một cái kênh ngoại giao để mà có sắp đặt cho một cái chuyến đi của ông Joe Biden đến thăm Việt Nam. Nếu như điều đó xảy ra, thật ra thì không xảy ra tháng 11 thì cũng sẽ xảy ra trong một thời điểm khác thôi. Và Mỹ với Việt Nam vẫn là quan hệ rất là quan trọng. Nhưng mà nó mang màu sắc khác biệt. Nó có một cái cách rất là riêng biệt khác. Và vẫn rất là trọng yếu. Không thể nào mà xem nhẹ cái chỗ nào cả. Chỉ có một cái là cái cách thức thôi. Cách thức và cái hợp tác nó đặc biệt. Nó không giống nhau. Và Trung Quốc không phải thừa nhận như vậy. Không có chuyện là thần rần cái Trung Quốc thì Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ, hay là Joe Biden sẽ không đến Việt Nam khi mà Trung Quốc với Việt Nam quá gần. Hay là ngay cả là Việt Nam bây giờ là thôi sẵn sàng bỏ Mỹ để mà chỉ quan hệ với Trung Quốc. Nhưng dựa vào Trung Quốc là đủ phát triển rồi, đủ đảm bảo ổn định rồi. Thật ra không có những chuyện đó. Việt Nam đang đi gọi là nhiều người thì chống cộng đó, họ nói là cái đu dây. Nhưng mà thật ra thì Việt Nam đang đi cân bằng ở trên đất luôn, rất là bình thường, rất là vững chãi. Và thực tế chứng minh rằng càng quan hệ với nhiều nước chừng nào, nhất là những cái nước đại bàng, những nước lớn trên thế giới, mặc dù là họ chính họ có những cái sự xung khắc với nhau, nhưng mà mình chơi với tất cả mọi thứ thì nó lại giữ vững cái ổn định hơn, giữ vững cái độc lập hơn, và nó đảm bảo cái toàn vẹn lãnh thổ hơn. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, mặc dù là nó cũng quá nhiều các cái thông tin. Nhưng mà cái clip nó quá dài rồi, hôm nay chúng tôi tạm dừng ở đây. Sẽ trở lại cái chương trình này trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị, xin kính chào.